xanh nha mọi người. Mọi người thấy đó, và cái này rất là dễ trồng, trồng mình chỉ cần bấn qua những cái chậu mà li ti như thế này nha mọi người, và mình có thể trồng được thôi nha mọi người, sẽ không khó nha mọi người. Lúc nào mọi người trồng thì mọi người nên bón phân nha mọi người, nên bón phân cho nó và tưới nước cho nó thường xuyên là nó sẽ rất là nhanh nha mọi người. Nó sẽ ra những cái cây câu mà cây câu như thế này nè mọi người. Nó sẽ ra những cái câu như thế như vậy, xong rồi nó sẽ ra những cái bông như thế này nha mọi người. Nhìn mọi người nhìn này. Bông của nó là thường thường bông là bông trắng nha mọi người, tưởng tượng như là giống như cái bông ly với mọi người, nhưng mà không phải đâu mọi người, nhưng mà mình trông rất là giống bông ly đó nha mọi người, và trông rất là giống bông ly nha mọi người. Cái này mình nó chỉ cần tưới nước cho nó một ngày 2 đến 3 lần, mình khi mình đem vô nhà mình để đó mọi người, thường là mình cứ cứ mà thường xuyên là mình ra cho nó tắm nắng nha mọi người, tắm tầm nửa tiếng thôi nha mọi người, là mình có thể đem vô nhà để đó, mình có thể đem vô nhà mình để rồi nha mọi người, chứ không cần nhiều đâu nha mọi người. Thì mình đem trong nhà mọi người nó sẽ có, nó không có nắng rồi nó sẽ không có tươi cây, và mình làm gì mình là nó là mình có thể đem ra ngoài khi mình để đem ra ngoài trời mình để tầm nửa tiếng này nó có ánh nắng mặt trời đó mọi người, nó có ánh nắng mặt trời rất là xanh và tươi cây nha mọi người. Thường xuyên tưới nước cho nó sẽ nó sẽ xanh tươi như thế này nha mọi người, rất là đẹp nha mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây và mình hẹn mọi người một video mới nha mọi người. Tạm biệt mọi người.